hôm nay chúng ta được hội tụ về đây để chứng minh những cái sự phấn khởi đến với các thầy, các cô, với các em. Rồi biết bao kỷ niệm của sau 20 năm, bao nhiêu kỷ niệm 20 năm trước đây, còn hôm nay nó lại dội lên và dộn lên trong tâm trí của mỗi chúng ta, của chính bản thân Thầy Lê Kim Toán. Và trong cái phát biểu của các thầy, Thầy Khương Minh Dũng cũng nêu được cái hiện tại và nói được cái tương lai, cái khát vọng của nhà trường Trung học Phổ thông Đông Hưng Hà. Do điều kiện thời gian, Thầy chuyển bốn cái ý quan trọng. Một là niềm vui, hai là tự hào, ba là khát vọng và bốn là những kỷ niệm trong một cái nội dung, một bài thơ với 12 câu thơ lục bát sau đây. Xin là tặng tất cả các thầy, các cô, các nhà giáo có mặt trong lễ kỷ niệm 20 năm năm nay và các em học sinh thân yêu bài thơ hội khóa 20 năm bấy nhiêu ngày. Trường xưa cảnh cũ đổi thay đã nhiều, ta về với mái trường yêu, xốn sang muốn ngỏ bao điều mến thương. Nhớ về kỷ niệm mái trường, thầy đây trò đấy nắng sương chẳng nề, mỗi ngày hai buổi đi về, vượt lên gian khó say mê học hành. Các em nay đã trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, thành danh thành tài. Dù đi muôn dặm đường dài, thầy trò vẫn mãi nhớ hoài trường ta. Trường Đông vang vọng bài ca, chung xây hội khóa thiết tha đón chào, hân hoan tâm sự gửi trao, lời thơ tiếng hát dạt dào tri ân. Đồng môn ngày một thêm thân, cho đời vui khỏe sắc xuân rạng ngời. 20 mùa hạ xa rồi, hôm nay ta lại được ngồi bên nhau. Nghĩa thầy tình bạn trước sau, mãi còn ghi tạc nặng sâu một thời. Chúc tất cả các thầy cô và các em học sinh khóa 2001-2004 muôn điều tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu đến từ nguyên hiệu trưởng nhà trường, đó là thầy Lê Kim Toán. Có lẽ rằng nếu còn thời gian để tâm sự, chia sẻ thì thầy còn rất nhiều những mạch cảm xúc cũng như những lời dò dành đến tất cả các cựu học sinh trường của chúng ta. Tuy nhiên, rất ngắn gọn trong bài thơ xúc tích nhớ ý nghĩa của mình, thầy đã gửi tới và mong muốn rằng thầy nói ít nhưng chúng ta hiểu nhiều, đúng không ạ? Một lần nữa xin đón nhận những tràng pháo vỗ tay của tất cả quý vị dành cho lời phát biểu của thầy Lê Kim Toán. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều.